chưa từng, con thấy coi trong lịch sử chưa từng mà có thời điểm nào mà người dân Việt Nam bỏ đi giống như là từ sau 30 tháng 4 năm 1975. Mà nếu ngày xưa bỏ đi thì nó là bởi vì người dân lo sợ, người ta lo sợ, người ta không hiểu, cho nên người ta bỏ đi. Chứ thật sự Việt Nam miền Bắc vô thì chỉ muốn giúp đỡ, chỉ muốn coi như là giải phóng, họ dùng cái từ là giải phóng cho miền Nam, coi như là ngày xưa có thể là hiểu lầm đi, có thể là vì cái gì đó thì người dân bỏ đi. Nhưng mà bây giờ đất nước 40 mấy năm rồi, chú nãy chú nói về mấy cái chuyện mà mình phải đi làm nô lệ đủ dạng ở tại những cái nước khác đó, làm con rất là buồn. Mỗi lần nói tới cái chuyện đó con cảm thấy rất là ngậm ngùi. Mình thương cho người dân Việt Nam của mình mà mình cũng đau cho cái nỗi đau của mình là một người Việt Nam. Đất nước của mình ngày xưa cũng đã hơn người ta rất là nhiều, mà bây giờ cái gì cũng tụt lùi mà mình phải đi làm cho người ta. Mà thậm chí hồi nãy chú nhắc đó, chú nhắc tới cái vấn đề mà giống như nó đem nó bán, nó để ra có những cái cảnh nào đó con coi mà con khóc, con không có cầm được nước mắt, khóc quá trời, con ám ảnh mấy ngày. Nó để giống như những người phụ nữ phải trần Biết truồng để đứng cho nó đứng nguyên dọc nó lựa, mà dân của nó đâu có phải là lành lặn tốt đẹp gì đâu, đuôi cùi nó sức cứ mẻ dân sức mẻ của đuôi nó lời nó lựa, nó coi những người phụ nữ của đất nước mình giống như một con vật. Sorry. đó là sự thật chứ cái gì đâu và đó là cũng là cái lý do Những cái đó nó rất là đau mà chú, đó cũng sorry. là cái lý do đó mà chú không Những cái điều đó nó rất là đau. Nó đau không. Dạ, xin đó lỗi là chú. đó là cái lý do mà chú không ngồi yên được đó. Rõ ràng Dạ. từ cái thời mà thực dân Pháp đô hộ đất nước chúng ta thì người dân cũng không bỏ nước ra đi, rồi thì chiến tranh suốt hơn 20 năm người dân cũng không bỏ nước ra đi, nhưng mà đến ngày hôm nay đừng nói là dân miền Nam bỏ nước ra đi mà kể cái dân miền Bắc từng sống hơn bảy Dân chục miền năm Bắc đi còn nhiều hơn hơn mình bảy chú. chục năm dưới chế chế cộng sản Dạ. họ vẫn bỏ nước ra đi. Và thậm Họ đi nhiều hơn mình ở trong cái tỉnh mà cái nơi mà của ông Hồ đó, đấy. chứ chú Nghệ cái An, gì cái vùng gì ông quên. Nghệ An. Đó là cái nơi mà nó đi nhiều nhất, Nghệ An đó. Nó đi là giống như toàn là xây nhà lầu đồ đó, toàn là đi làm ở nước ngoài không chú. Mà thậm chí chú biết cái vụ mà bên Việt Nam, bên châu vừa rồi nó không có cho những cái passport, mà thậm chí có cái vùng đó nó để nó không cho đi luôn. Chú nhớ không, có cái thời gian mà giống như đưa lên những cái bản tin mà nó cấm, nó không có cho cái người dân Việt Nam mà cầm cái thị thực đó đi. Là tại sao? Là tại vì đi chuyên môn ở lại Đúng. ở lậu cho nên nó không có cho. Cho nên mình nhìn về cái vấn đề Việt Nam mình nói ngày xưa vẫn, con nhớ nói đến đây con nhớ cái câu của cái bài mà Việt Nam đất nước tôi ơi của Mai Thảo Thi Hạnh: người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu chôn sâu với những nấm mồ, chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày nay đã bao năm, người còn nhớ xác chết cho giặc Biển Đông mà người ta vẫn cứ tiếp tục đi. Trong cái câu chuyện mà Thùng Đông Lạnh chú thấy không, tất cả người ta đi bằng đủ mọi hình thức hết. Chứ ngay cả bây giờ nói tới đây con nhớ cách đây hình như tuần rồi là chính phủ Úc mới vừa phát hiện, mình mới vừa đưa một cái tin chú biết, có người dân Việt Nam đi qua trốn qua Đài Loan rồi xong rồi bị lật cái Đúng. thuyền ở trên biển luôn, là tại vì trốn để đi đi lậu qua. Mình thấy, mình coi tất cả những cái bản tin nó rất là đau lòng, con nói thật con đau. Mình đau, mình thương mà mình nhục, mình cảm thấy rất là tự ái cho cái đất nước của mình. Mình cảm thấy cái đất nước của mình, người dân của mình không có phải là người ta không có hèn như vậy đâu. Người Việt Nam mình vốn dĩ ngày xưa chú nhớ dòng máu bà Triệu bà Trưng, dòng máu của Trần Hưng Đạo của Ngô Quyền, mình đã từng tay không có gì mà mình cũng quyết chiến, mình không có thề. Chú nhớ hội nghị Dương Hồng những cái tinh thần đó. Bây giờ đó là cộng sản nó cai trị làm sao mà người dân nó ngu hết. Con buồn là con buồn cái điểm đó, nó làm cho đất nước của Việt Nam của mình nó là chỉ biết, người ta chỉ biết là phần lớn majority là chỉ biết ăn chơi, chỉ biết họ không có nghĩ gì tới ở cái hiện tình đất nước, không có nghĩ gì tới đó. Đất nước giống như nãy chú nói, nó có thể nó sẽ một ngày nó sẽ rơi vào tay của Trung Cộng, mà mình sẽ không có còn cái đất nước để quay về. Mình nói cái điểm đó là cái điều tại sao mình phải tiếp tục lên tiếng là như vậy. Giống như chú nói, chú lên tiếng là con rất là hiểu. Nhưng mà thí dụ mình nói ngày xưa đi đi, bây giờ người ta cũng đi, bây giờ hỏi hết đi, 10 cái một 100 người dân Việt Nam là 100 người dân người ta muốn đi, không có ai mà muốn ở lại Việt Nam cả. Đó là cái điều mà rất là đau lòng đó chú. Làm cái vấn cho đề đó mà đất nước tan hoang vì chế độ cộng cái sản vấn đề hết. Ngân nói rằng cộng sản dùng cái chính sách khủng bố, luật là tao mà tao là luật,
Rồi ngoài ra đó, cái nhồi sọ, cái bưng bít thông tin để cho nó có thể ngồi lại trên đầu, trên cổ. Nhưng đặc biệt đó là khi mà Cộng sản đã nắm được cái chính quyền rồi đó, thì cái điều mà chúng ta rất là đau ở cái điểm rằng họ đã làm cho người dân như thế rằng cứ đạp đầu nhau mà sống, miễn rằng thằng này giàu hơn thằng kia, thằng này sung sướng thằng kia là được. Thì bây giờ quý vị thấy cái gì? Họ đưa ra vấn đề là khoe mẽ hàng hiệu sẽ sang, rồi thì những cái cuộc thi hoa hậu để có đại gia tràn ngập, rồi trên cái vấn đề phương tiện giải trí thay vì những cái chuyện đẹp đẽ để nói những câu chuyện dân 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 hay là những cái lối sống đẹp thì không, mà họ đưa ra những cái hài nhảm nhí rẻ tiền. Quý vị thấy, cho nên đó, tạo thành cái lớp người luôn luôn sống theo cái kiểu mở miệng cứ biết bố mày là ai không. Họ rất là tự hãnh tiến trong cái kiểu đó. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên cái thấy rằng có những cái gần đây đó, những cái trường hợp như là Đàm Vĩnh Hưng nói rằng là kinh được cái là hào quang rực rỡ, rồi thì Trấn Thành là cũng là khóc lóc thế này nọ để rồi coi như là mình là có quyền phát biểu phát ngôn thế này thế khác, để rồi quý vị thấy họ tự mãn với cái mà họ đang cho rằng họ ăn trên ngồi trước mọi người. Trong khi đó chúng tôi có Facebook, chúng tôi rất là cảm ơn những bạn trẻ trong nước đưa ra những hình ảnh, những cái quán cơm từ thiện, những cái chỗ dán giá xe không đồng, hay là những cái chiếc Grab không đồng. Chúng tôi cảm ơn điều đó, và chúng tôi mong rằng ở trong nước hãy đưa những hình ảnh đó hơn là những cái chuyện theo dõi hài nhảm, những cái điều lố bịch. Mà chú nghĩ đi, những cái hình ảnh đẹp á, những cái chuyện mà đem rau để tặng cho bà con trong mùa Covid, hoặc là những cái chiếc xe, những chuyến xe không đồng, hoặc là những cái món quà, những cái gói cơm tình thương, những quán cơm, hầu hết đều là người Sài Gòn. Chú con thấy có một điều rất là đẹp, không phải là mình chia phân chia vùng miền, nhưng mà hình như cái tinh thần đó nó còn lại cho giống như cái người họ dù là nghèo khó, nhưng trong khó khăn họ vẫn đùm bọc lẫn nhau. Con thấy hầu hết, không phải là mình phân biệt vùng miền nha, nhưng mà con thấy hầu hết là người Sài Gòn, người miền Nam, mình có cái sự chia sẻ, mình có cái lòng trắc ẩn đó rất là nhiều. Nhưng mà trở lại với cái câu chuyện hôm nay đó chú, 48 năm con thấy nó là cái quá trình nó rất là dài. Chú đã chứng kiến trước và bây giờ trong cái thời kỳ này, coi như trước và sau 75, thì hiện tại cái mong mỏi lớn nhất của chú là gì? Cảm ơn con. Kính thưa quý vị, cái thời lượng nói chuyện được cái ngân cũng khá dài, cho nên có lẽ là ngay lúc cũng xin phép được bày tỏ cái suy nghĩ của mình với cái câu hỏi cuối cùng của cái ngân vừa qua. Cái mong muốn của chúng tôi, thế hệ của chúng tôi, các bạn bè, các niên trưởng, các chiến hữu đã ra đi rất nhiều, thì cái mong muốn của chúng tôi, một mong muốn có thể nói rằng duy nhất, đó là đất nước Việt Nam thoát khỏi cái hiểm họa độc đảng độc tài, đất nước Việt Nam có được một cái nền dân chủ dân quyền thật sự, để không có còn phân biệt lý lịch, để một cái thể chế biết sử dụng nhân tài, chứ không phải là một thể chế chỉ có biết cái trường hợp con ông cháu cha, thái tử đỏ thì được nâng, trong khi những người thực tài thì lại bị dù dập để chặt ráp nhân dân. Đó là cái mong muốn của chúng tôi, mong muốn rằng Việt Nam phải trường tồn, phải giữ được cái hào khí Trận Đạo, Nguyễn Huệ hay Bà Trưng, để không chấp nhận Bắc Phương lâm le mà mong rằng đè lên cái sự cai trị đất nước, như là họ đã từng xóa sổ Tây Tạng, Ngô Duy Nhị. Cái mong muốn chúng tôi là thế hệ trẻ, dù sinh sau năm 75, nhưng với cái nền
nhân bản khai phóng của cái thể chế Dân Chủ Cộng Hòa, chúng tôi rất là mừng khi thấy là các bạn trẻ ở trong nước, dù không từng sinh sống dưới thể chế Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng tìm hiểu qua phương tiện Internet đó, đã tìm hiểu và đã ca ngợi, và đã mong rằng những cái ý thức mà dân chủ Nhật Bản khai phóng của Dân Chủ Cộng Hòa trở lại đất nước Việt Nam. Mà cái cụ thể nhất đó là gì? Đó là cái nền văn hóa văn nghệ của Dân Chủ Cộng Hòa trước đây bị đốt, bị thiêu, bị phá hủy đủ thứ hết, nhưng mà hiện nay thì lại sống mạnh. Mà rất rõ ràng rằng là gì? Những cái bài nhạc Dân Chủ Cộng Hòa ngăn cấm cỡ nào đi nữa thì nó cũng tràn ngập, không những là ở ngoài xã hội, các lề đường, ở những cái chuyện mà người ta dùng để mà sinh nhai, mà kể cả trên cái phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản, thì chúng ta thấy rằng sự thật vẫn là sự thật, và cái gì nó là chính nghĩa nó sẽ sống lại. Và hình ảnh Hòn Ngọc Viễn Đông của Sài Gòn ngày nào mong rằng sẽ trở lại, không riêng ở Sài Gòn mà đất nước Việt Nam phải như là trước đây, mà Nhật Bản hay là Đại Hàn đó, lúc đó chưa có xe hơi nữa, mà trong khi Việt Nam Cộng Hòa đã có xe la là lạc nhân dân, thì mong rằng ngày nào đó chúng tôi nằm xuống, chúng tôi vẫn tin rằng Việt Nam với cái sự thông minh của người Việt đó, thì sẽ có được một Việt Nam tiến bộ văn minh như Nhật Bản, như Đại Hàn bây giờ. Đó là cái suy nghĩ của và cái mong mỏi của chú Nghe Lỗi Kim Ngân. Dạ, chú Kim Ngân, nhân chú nói về cái chuyện sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa, Kim Ngân có một câu hỏi này. Kim Ngân thấy nó rất là tế nhị, nhưng mà bởi vì Kim Ngân rất là quý chú và thấy chú rất là open để chia sẻ cái nhìn của người lớn và cả thông cảm cho những người trẻ. Thì bởi vì Kiết Ngân có cái thắc mắc này, nhân khi nói chuyện với chú thì Kiết Ngân chợt nảy ra và Kiết Ngân xin phép hỏi ha. Nếu mà chú không có thì chú cứ nói theo cái suy nghĩ của chú. Tại vì chú nói là chú mong một ngày nào Việt Nam Cộng Hòa trở lại. Nhưng mà tại vì chú biết cái thế hệ lớn rồi, tại vì bây giờ theo chú nghĩ nó có trở lại soon ở trong khoảng chừng chúng mình trong 5-10 năm hay không, tại vì thế hệ lớn dần dần đang mai một. Cái đây là con chỉ nói một cái điều rất là thật mà thôi. Thì theo chú nghĩ cái sự trở lại mà chú nói là của Việt Nam Cộng Hòa, nó có thể còn trong cái nhìn của chú, có thể là trong cái những cái thời giống như trong một vài thập niên tới, mà những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ như chú đây vẫn còn không, và hay là nó phải sau đó. Nếu như mà nó sau đó thì chú nghĩ là Việt Nam Cộng Hòa, hay là chúng ta vẫn giữ Việt Nam Cộng Hòa bởi vì những người lớn đã đi mất rồi, vậy thì làm sao cho cái, ví dụ cái lúc mà đổi lại đó, thì theo chú nghĩ trong cái nhìn của chú, Việt Nam sẽ bầu cử đi theo cái kiểu của những nước dân chủ hiện bây giờ, hay là nên theo cái kiểu ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa của mình ngày xưa? Có thể là cái cân nắm chưa ý hết ý chú. Ở đây chú không nói rằng có những cái tổ chức họ gọi là Việt Nam Cộng Hòa Phục Hòa Nhân Dân, nhưng mà chú thì chú không nghĩ điều đó. Cái suy nghĩ của chú đó là tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Có nghĩa là tinh thần dân chủ, nhân bản và khai phóng. Mà muốn như vậy thì đất nước Việt Nam khi không còn Cộng sản thì hãy đa nguyên, đa đảng, tránh cái độc đảng, độc tài, và bầu cử dân chủ tự do. Còn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ không phải là cái lá cờ riêng của thể chế Việt Nam Cộng Hòa, mà đó là cái lá cờ của đất nước Việt Nam đã xuất hiện từ thời vua Thành Thái. Cho nên ở đây không phải là chú nói là phục hoạt lại cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, không phải là phục hoạt lại cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, mà lấy lại cái tinh thần Việt Nam, chứ không chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của tình phục kiến đó. Bởi vì lá cờ đỏ, lá cờ vàng ba sọc đỏ đúng rồi, là lá cờ đã có từ đời Thành Thái lận, chứ không phải là lá cờ của thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Còn vấn đề đất nước đi về đâu thì ở đây chú nói là mong rằng đất nước Việt Nam khi
không còn cộng sản thì trở thành một đất nước dân chủ, mang được bầu cử tự do. Đúng rồi, con thấy cái điều đó. Mang cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là phục hoạt lại chế chế Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái ý của chú. À dạ dạ, thật sự là tại vì con thấy phục hoạt lại thì cũng tốt thôi, nhưng mà tại thấy lớp người đi trước thì có thể là với cái những cái lớp trẻ sau này tụi con, cái nhìn có thể là nó cái cách mà thực apply, cái cách mà để áp dụng có thể nó mình, tại vì mình không biết ngày xưa như thế nào nên có thể mình sẽ không có thể làm được, nhưng mà ý nói là giống như chú nói, con đồng ý là mình quan trọng là mình áp dụng cái thể chế dân chủ, tức là bầu cử tự do và cho những người dân có những cái quyền bình đẳng căn bản, là có thể giống như có quyền được nhìn, được nghe, được nói, giống như là nhạc sĩ Việt Khang viết như vậy. Thì con nghĩ cái điều đó là có lẽ không phải gì mong muốn của một mình chú đâu, mà con nghĩ chắc mong muốn của rất là nhiều người. Và tại vì giống như nãy mình có nói, người dân Việt Nam có nhiều người rất là thờ ơ, tại vì thật sự họ ở trong đó rất là khó chú, họ không có được nhìn thấy đâu. Giống như con ngày xưa là con còn lúc mới qua còn cãi với ba con nữa đó, con nói lại thì con xấu hổ, con nhớ hoài, con nói trời đó, con thấy trong Việt Nam cũng tự do, nó thấy bình thường mà đâu có gì đâu, con đâu có bị gì đâu. Tới chừng sau này con nhìn lại con mới hiểu được là đây, cái sự tự do nó không phải là do cái chữ có cái trên cái lá đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do, là mình có tự do, không phải như vậy. Tự do nó thể hiện bằng cái hành động, cho nên sau này mình mới hiểu. Thì con nghĩ những người bạn ở trong nước đó là lý do nhiều khi rất là nhiều những người dư luận viên hay gì nó chửi con, nhưng mà bắt đầu con cũng giận tại mình là con người, mình có những phản ứng. Sau đó mình hiểu, tại vì họ bị nhồi sọ chứ, họ bị brainwash rồi, cho nên họ không có hiểu được cái gì hết trơn á, cho nên họ chỉ biết tin cái đó thôi. Giống như con ngày xưa là trời, thần tượng Bác Hồ dữ lắm, hoặc là cũng khoái đeo khăn quàng, tại mình ở trong đó mà mình đâu có biết gì đâu. Cho nên đó, sau này mình mới hiểu. Cho nên cái Ngân mong là các bạn, nếu mà các bạn có xem cái chương trình này, các bạn hiểu được cái tâm tình của hai chú cháu, nhất là cái tâm tình của chú Nghe Lữ, là một người mà đã từng trải qua cái thời trước năm 1975 như một người quân nhân, và sau đó bền bỉ đóng góp từ sau khi mà chú qua Mỹ, từ những ngày đầu rất là khó khăn và dành dụm được tiền bạc là cũng đã gom góp gửi về, từ những ngày mà chú còn đi làm, rồi sau này vẫn tiếp tục đóng góp bằng những cái đóng góp ở trên cái phương tiện truyền thông, có tiền chú cũng lấy đi, chú đi cho. Và không phải mình chú mà cô cũng vậy. Bữa chú nói một câu mà khiến Ngân rớt nước mắt quý vị. Kính Ngân hôm nay xin phép chú, cho phép Kính Ngân chia sẻ, không phải là để cười chú hay là để giống như là để coi thường, mà nó nói lên được một cái tấm lòng vô bờ của chú. Đó là chú nói đó, là chú ở bên đó mà lúc trước cô chị Mã Tiểu Linh đó có cầm cho chú, hay tại vì nói tới cái nhà hàng đó, chú ở vùng đó mà chú cũng không biết nữa, cuối cùng Mã Tiểu Linh mới cầm đưa cho chú 200, nói chú bắt buộc chú phải dẫn cô đi ăn, bởi vì chú ở cái vùng đó mà chú không biết cái nhà hàng đó. Chú không có đi ăn quý vị, chú không có đi ăn thường xuyên ở những cái nhà hàng sang trọng, tại vì có bao nhiêu chú gửi chú cho những anh em đấu tranh, những người tù nhân lương tâm hết trơn rồi. Cho nên mình nghe tới đó mình rất là đau lòng. Điều đó nói lên được cái tình thương vô bờ của chú dành cho những người đấu tranh, như một cái sự gói gọn, gửi trọn yêu thương, gửi gọn niềm tin, làm động lực cho những người bạn này lên tiếng cho đất nước Việt Nam của mình. Bởi vì như chú nói, cái course chính không phải là để trả thù của quá khứ, mà để cho chúng ta biết được, ý thức được cái hiểm họa mất nước, và giống như cái sự đau khổ, cái sự áp bức của Cộng sản dành đến cho người dân của mình, làm cho người dân của mình đau khổ. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta không có muốn một ngày nào chúng ta bị mất nước, mất luôn quê hương xứ sở của mình. Dạ. Cho nên nhân đây con cảm ơn chú rất là nhiều, và cảm ơn cô rất là nhiều về cái tình yêu thương của chú, cái sự hy sinh bền bỉ của chú. Đó là động lực để cho tụi con noi theo và nhìn tới để mà đi qua những cái chông gai. Cảm ơn Khánh Ngân. Cảm ơn quý khán thính giả của VFA TV. Chúng tôi mong rằng các bạn trẻ như Khánh Ngân hay như các bạn trẻ ở Úc xem chương trình này thì hiểu được cái tâm tình của những người thế hệ chúng tôi, để mà xin hãy đồng hành với chúng tôi, và cũng hiểu được đừng có trách là những người thế hệ chúng tôi quá khích hay cực đoan, vân vân.
chúng tôi không nói hay làm bất cứ điều gì lợi cho bản thân mình, mà chỉ vì đó là trăn trở của những người mà buộc lòng phải rời bỏ quê cha đất tổ, buộc lòng không có điều kiện để mà thăm viếng chăm sóc mộ mả ông bà tổ tiên. Dạ, xin cảm ơn quý vị và cũng xin kính chào quý khán thính giả. Chào kính mời. Dạ, con xin chào chú. Và mặc dù con biết là nó có vẻ xa vời, có vẻ là giống như là nó hơi chưa có được thực tế, nó vô vọng, nhưng mà con mong là một ngày nào đó đất nước Việt Nam của mình được thay đổi, trở lại được bầu cử dân chủ giống như chú nói. Con được đi về cùng với chú. Yes. Để mình về Việt Nam, con rất là mong ngày đó nó xảy ra để cho chú được về lại đất nước của mình sau mấy chục năm chú không có về, để chú nhìn thấy và chú yên tâm là đất nước của mình đã được thay đổi, những người dân đã có ý thức về nhân quyền và họ đang được bắt đầu được chăm sóc một cách ấm no hơn, được hưởng những cái quyền căn bản hơn. Con rất là mong cái điều đó nó xảy ra khi mà chú vẫn còn có thể đi về. Cảm ơn con. Kính chào quý vị. Yeah.